Chào quý vị và các bạn, hôm nay sẽ quay tôi thực hiện cái video clip này giới thiệu với quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn xem, đây chúng tôi đang có một cái phòng trọ cho thuê. Đấy thì bây giờ tôi sẽ đi vào phòng để quý vị và các bạn xem nhé. Đây, đây là khu vực cửa vào phòng đây. Đấy, vào phòng của chúng ta. Hiện tại thì trong phòng quý vị có thể nhìn thấy được, đây là một cái giường ngủ, giường rộng 1m6. Đấy. Chăn, ga, gối đệm đầy đủ. Đây là một cái tủ đồ, tủ đựng quần áo. Đấy. Và bên trong phòng thì đã được trang bị tivi. Điều hòa. Quý vị xem mà tập thể một chút xíu. Từ cửa sổ phòng, quý vị cũng có thể nhìn thấy nước biển ngoài này. Đấy. Đây là biển Nha Trang đấy quý vị. Đó, chút xíu nữa đây tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn đi theo đường đi bộ ở bên, rất là gần. Đây là cái cửa ban công. Đấy. Ta có thể ra ban công để chúng ta ngắm nhìn phía trước. Đây, ban công được làm bằng kính cường lực, rất an toàn. Rất là đẹp. Đây là khu vực phía trước. Đấy, ban công ở đây cũng gió rất là mát. Vì các bạn có thể nhìn thấy biển cách chúng ta rất là gần. Đây là một nước biển này. Nước biển đây. Rồi, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo tôi đi tham quan tiếp. Đấy, vừa rồi chúng ta vừa xem phòng. Đây là cái vừa là chỗ vệ sinh, vừa làm chỗ phơi quần áo, vệ sinh. Và chúng ta có thể phơi quần áo trong này, bởi vì ở đây là lên trên là sân thượng. Đấy. Thì quần áo chúng ta phơi khép kín trong nhà vệ sinh luôn, nhà vệ sinh rất là rộng. Đấy. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn lên sân thượng của cái nhà này để chúng ta ngắm ra biển. Đây, đây là cầu thang lên sân thượng. Đấy, ta đi là lên bằng cầu thang leo nhỏ này. Rồi, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi nhé. Cùng lên xem nhé. Và đây là trên sân thượng. Từ sân thượng thì chúng ta có thể nhìn ra biển một cách rất là nhìn ra biển gần đây. Đây, đây là biển. Đây là biển Nha Trang nhé. Không, đây. Thì các bạn xem đây. Đấy, đây là con đường Trần Phú đây. Đấy. Đấy, con đường Trần Phú ở chỗ này. Bên cạnh đấy, trước ống kính đây là công viên Bạch Đằng. Và bên này là đảo Winbunland. Đấy, Winbunland đây. Đấy.
Ở đây rất là lý tưởng. Đấy, sáng sớm quý vị và các bạn có thể dậy sớm để chúng ta ra biển, chúng ta thể dục tắm, ra công viên để thể dục và ra biển để tắm. Hoặc là đi dạo trên bãi cát cũng rất là tốt. Buổi chiều cũng vậy, tức là sau khi đi làm mệt mỏi về, quý vị và các bạn có thể ra bờ biển để chúng ta đi dạo nó khuây khỏa, hoặc là chúng ta có thể đi tắm biển rất là gần. Đấy. Đó, từ sân thượng chúng ta quan sát được ra biển Nha Trang rất là đẹp. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ quay xuống để dẫn quý vị và các bạn đi bộ ra bờ biển luôn, chứ đây là đang đứng trên để chúng ta quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ đi trực tiếp. Đấy, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đi ra bờ biển nào. Đây chỉ có một cái cầu thang sắt này để chúng ta đi lên lên sân thượng bằng một cái cầu thang này. Giờ chúng ta sẽ xuống nhé. Rồi, đây là tầng 1 và đây là phòng khách. Đấy. Giờ chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm và đi ra biển nhé. Khu vực tầng hầm của chúng ta. Đấy, để xe máy ô tô để có thể vào đây. Đấy, và con đường ra biển thì bạn thấy đằng trước đây là đường Trần Phú rồi. Chúng ta chỉ mất vài phút đi bộ là sẽ ra được bờ biển Nha Trang. Từ đây thì quý vị các bạn thoải mái để dạo biển, thể dục, ngắm hoàng hôn, tắm biển. Đấy là những cái mà quý vị các bạn rất là lợi thế để được ở những cái địa điểm gần bờ biển như này, rất là tốt. Đây, đây là đường Trần Phú. Chưa đầy một phút đi bộ là ra đến đường Trần Phú. Qua đường Trần Phú là bờ biển Nha Trang. Quý vị thấy nhé, con đường rất là đẹp. Đây, bên này là đảo Vinland. Nhưng mà giữ được chói sáng. Đây. Đấy, đảo Vinland bên này.
Đây là học viện rồi. Đấy. 2 phút là đã đến bờ biển, quý vị có thể tắm biển rồi. Đây, các cô em đang tắm biển buổi sáng đây. Đấy, và trên này, đấy, quý vị nhìn thấy người tắm biển buổi sáng đấy. Dân tắm biển buổi sáng rất nhiều. Quý vị có thể đi tập thể dục dạo bộ trên cát cũng rất là tốt. Chạy bộ trên cát, chạy bộ trên cát rất là tốt, chịu phát triển cơ thể. Chắc là dạo bộ với quý vị và bạn vậy thôi, chứ bờ biển này nó dài, mình đi dạo bộ có tản mạn thì cũng rất là mệt. Đấy, bây giờ chúng ta tạt qua vào công viên nhé. Đấy, đây. Đấy. Đây là công viên thì quý vị và các bạn có thể tập thể dục ở đây. Dụng cụ tập thể dục ở đây rất là tốt.